Chiều nay, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đến thăm, động viên và trao quà cho đội ngũ y bác sĩ, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại khu vực cách ly Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên. Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên hiện có hơn 1.600 người đang thực hiện cách ly phong tỏa, trong đó có gần 600 nhân viên y tế và người lao động của bệnh viện. Ngoài các khoa có ca dương tính đang thực hiện phong tỏa nghiêm ngặt, những khoa còn lại đều thực hiện các biện pháp phòng chống dịch an toàn và được coi là vùng xanh của bệnh viện. Hiện vẫn tiếp tục điều trị cho hàng trăm bệnh nhân nội trú. Toàn bộ đã được xét nghiệm PCR 5 lần và đều cho kết quả âm tính. Phát biểu với lãnh đạo bệnh viện, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những nỗ lực trong việc triển khai quyết liệt các biện pháp khống chế dịch bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên. Việc kịp thời khoanh vùng, tách các F1 vào nơi an toàn đã giúp bệnh viện không trở thành ổ dịch lớn, tạo sự yên tâm đối với lãnh đạo tỉnh và nhân dân trong tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, trước mắt diễn biến của dịch còn phức tạp và còn nhiều khó khăn, nên đội ngũ nhân viên y tế của bệnh viện cần được quan tâm đến sức khỏe và sự an toàn. Đối với những khoa thuộc vùng xanh, cần thực hiện giãn cách để tránh nguy cơ lây nhiễm chéo. Đối với các bệnh nhân khoa cơ xương khớp, thận tiết niệu và lọc máu, vốn có sức khỏe yếu không thể tiêm vaccine, nên cần được tích cực điều trị và thực hiện các biện pháp phòng hộ cá nhân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp tục đoàn kết, tập trung trí lực và sức lực để bệnh viện sớm trở lại là bệnh viện an toàn. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trao các suất quà và tiền mặt với tổng trị giá trên 85 triệu đồng từ Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ đoàn viên công đoàn đang cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên.